đang kéo xe tang đi an táng hai người oan mạng vì bị điện giật. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng ngày 30 tháng 9, ông Trần Phú Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Thái cho biết, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 29 tháng 9 tại thôn 5 có một gia đình có người thân mất, anh CVV và anh NTX đảm nhiệm kéo xe tang bằng sắt cao khoảng 3 mét tính cả đầu rồng trên nóc xe tang để đưa người quá cố đi an táng. Khi đưa chiếc xe tang qua đoạn dốc, anh V và anh X cố đẩy chiếc xe tang lên dốc. Lúc này, chiếc xe đầu rồng bằng sắt trên nóc xe tang vướng vào một dây điện trên đường điện sinh hoạt của người dân địa phương. Hai anh VX không để ý mà cứ cố đẩy chiếc xe tang, khiến đầu rồng trên nóc xe tang cứa sâu vào phần vỏ nhựa của dây điện, chạm vào lõi đồng, khiến điện nhiễm vào xe tang, làm hai nạn nhân bị điện giật gây tử vong. Tại hiện trường vụ việc, mặt đường ở thôn 5 ngập nước khoảng 20cm do nhiều ngày nay tại địa phương có mưa to. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Quảng Xương đã vào cuộc xác minh khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân. Cơ quan chức năng đề nghị phẫu thuật tử thi nạn nhân để điều tra nguyên nhân, nhưng gia đình nạn nhân không đồng ý vì cho rằng hai người tử vong là do tai nạn rủi ro. Ông Trần Phú Dũng cho biết thêm, hiện nay cơ quan chức năng huyện Quảng Xương đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.